Con phong trách, cuộc giải vây thần kỳ của tác giả Điền Đông Phương. Đầu tháng 6 năm 1972, đơn vị tôi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn đường dây xâm nhập của quân Cộng sản Bắc Việt từ Campuchia qua ngã Hà Tiên đến Thất Sơn, dựng hàng rào kẽm gai dọc theo kinh 8000 từ Vàm Rầy, ở khoảng giữa đường từ Rạch Giá đi Hà Tiên thẳng đến Ba Trúc, Chi Tôn, thuộc vùng núi Thất Sơn, Châu Đốc. Hôm đó, tôi đi cano ra thăm chi đội đang bảo vệ căn cứ hỏa lực đóng ở Vàm Rầy, mục đích là để thăm người bạn kết nghĩa cũng là chi đoàn phó của tôi, Nghê Thành Thân. Tôi xin nói thêm một chút về Nghê Thành Thân, con người của một thời lừng lẫy. Hai chúng tôi cùng tuổi, nhưng vì gia nhập quân đội trước Thân nên coi như là niên trưởng. Lời hứa giữa hai chúng tôi là nếu một trong hai người chết đi thì người còn sống sẽ đùm bọc gia đình của người đã ra đi. Thân rất đặc biệt là con của một ông chủ rạp hát ở Cà Mau, tốt nghiệp thủ khoa, khóa sĩ quan căn bản thiết giáp. Ngày đáo nhậm đơn vị thì chính ông bố dẫn con trai đến trình diện thiết đoàn trưởng với lời gửi gắm xin cho con mình ra phục vụ đơn vị nào dữ nhất. Ông bố chịu chơi này cũng chính là người đã nhiều lần đến quân trường để đứng từ bên ngoài dỡ hàng rào kẽm gai lên cho con mình đang là sinh viên sĩ quan chui lỗ chó để dù về Sài Gòn, rồi hai cha con đi nhậu trong đêm, sáng trở lại quân trường. Cũng chính ông đã nhiều lần lặn lội vượt qua nhiều trạm của Việt Cộng để thăm con trong vùng hành quân, lần nào cũng xách theo một giỏ sách đầy rùa. Vì ông biết chúng tôi khoái nhậu rùa, nhưng không dám chở rùa trên xe vì sợ xui. Có lẽ Thân cũng là người duy nhất mà khi còn ở cấp bậc thiếu úy đã có được 4 anh dũng bội tinh với nhành Dương Liễu, ngôi sao đồng của Hoa Kỳ, chưa kể những anh dũng bội tinh với sao vàng, sao bạc. Một con người mà ai cũng quý mến trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, danh tướng Nguyễn Khoa Nam, mỗi khi có dịp họp với các đơn vị thì bất kể có sự hiện diện của các tư lệnh sư đoàn, trung đoàn trưởng, ông luôn kéo Thân lên ngồi bên cạnh ông, dù lúc đó Thân chỉ là đại úy. Trở lại hôm đó, khi hai anh em uống gần hết hai hũ ngũ gia bì, điểm đặc biệt khi chúng tôi uống rượu với nhau là không ai nói lời nào ngoài câu mình cạn ly này. Nhưng hôm đó thì ngoại lệ. Khi Thân trầm ngâm một lát rồi nói với tôi, trong vòng nửa tháng nữa, tôi sẽ chết, anh Điền. Tôi biết Thân đang nói chuyện nghiêm chỉnh nên hỏi, tại sao anh biết? Thân đưa tay vào ngực áo, móc ra tượng Phật làm bằng nan heo rừng. Tượng Phật báo. Tôi thấy lòng mình chùn xuống, không thể uống hết phần còn lại của ly rượu. Tôi đứng lên, đi xuống cano, trở về căn cứ. Khi cano về gần đến căn cứ thì thiết đoàn trưởng gọi bảo tôi chuẩn bị 10 phút sau sẽ có trực thăng đến bốc tôi lên hòn sóc gặp ông. Tại hòn sóc, tôi nhận lệnh thu xếp tất cả các thứ để ngay chiều hôm đó đưa chi đoàn đến Tô Châu, Hà Tiên để trình diện bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn 4 đang ở đó. Nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là đi cam phong trách để giải tỏa áp lực địch, bắt tay với lữ đoàn 4 kỵ binh gồm thiết đoàn 12 kỵ binh và thiết đoàn 16 kỵ binh, cùng hai tiểu đoàn biệt động quân do đại tá biệt động quân Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 4, làm chiến đoàn trưởng. Bộ chỉ huy chiến đoàn đang trú đóng tại thị trấn Kompomchat. Cả chiến đoàn đang chịu áp lực rất nặng của công trường 1 Cộng sản Bắc Việt từ nhiều ngày qua. Lữ đoàn 4 kỵ binh đã bị bắn cháy 19 thiết vận xa M113, thiết đoàn 9 do Trung tá Phạm Minh Xuân, thiết đoàn trưởng, chỉ huy được tăng phái vừa đến Kompomchat lúc 11 giờ đêm, bị điều động đến bố trí qua đêm tại khu vườn tiêu cách thị trấn Kompomchat 2 cây số về hướng Tây Bắc, thì bị tan nát trong vòng nửa tiếng đồng hồ, chỉ còn lại 21 chiếc M113, thuốc men, thực phẩm, đạn dược, thả dù tiếp tế,
nếu rơi ra ngoài phòng tuyến khoảng 50 mét là coi như bỏ, không lấy được. Chẳng lẽ lời báo trước của Ngô Thần Thân sẽ là sự thật? Vì quá gấp rút, có hai chiếc GMC dùng để chở anh em ở hậu cứ lên công tác và hơn 40 lao công đào binh đến để làm hàng rào ngăn trận cùng một số dụng cụ. Nên tôi cho lệnh ném bỏ mấy ngàn cọc sắt và khoảng 500 cuộn kẽm gai còn lại xuống lòng kinh Vàm Rầy, nơi rộng và sâu nhất. Khi đơn vị đang vượt kinh ở cầu Linh Quỳnh, thì tôi đến gặp Nghe Thành Thân. Tình hình cũng không có gì. Tôi đưa chi đoàn đến Tô Châu, còn anh thì dẫn anh em hậu cứ với đám lao công đào binh về nghỉ một thời gian, coi sắp xếp lại hậu cứ giùm tôi. Thân nhìn tôi đăm đăm. Nhưng tại sao đi gấp quá vậy? Không có cả thời gian để chở cọc sắt kiếm gai về nữa. Thì tới Tô Châu mới nhận lệnh, bây giờ chưa biết. Thân đưa cặp mắt đại hàn nhìn thẳng tôi, rồi với cái nhếch mép cười cố hữu. Tôi không thể bỏ anh trong trận này được, anh Điền. Sau đó, mặc tôi nói gì thì nói, Thân quyết không về hậu cứ. Chiều hôm đó, tại Tô Châu, tôi đã nói cho thiết đoàn trưởng và bạn cùng khóa đại úy Phạm Khắc Phước nghe về điềm báo của Thân để nhờ hai người này thuyết phục Thân về hậu cứ, nhưng vô hiệu. Sau đó, tôi đưa đơn vị qua khỏi Thạch Động khoảng 2 cây số và qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, trong khi chờ biệt động quân đến Tùng Thiết, thì đơn vị tôi và chi đoàn 2, lữ đoàn 2 thiết kỵ của đại úy Ngô Văn Cứ và chi đoàn 1, lữ đoàn 2 thiết kỵ của đại úy Hà Văn Ron nhận tiếp tế nhiên liệu, riêng đạn dược thì chất vào xe đến mức tối đa. Đến trưa thì Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 4, cùng với chuẩn tướng Nguyễn Huy Ánh, tư lệnh sư đoàn 4 không quân, đáp trực thăng xuống gặp tôi. Sau khi bắt tay tôi và các sĩ quan trong chi đoàn, vị tướng được xếp vào hàng đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỗng ngồi xuống, tay cầm cây viết vẽ xuống đất để nói về tình hình chung cả nước, rồi nói về mặt trận mà chúng tôi sẽ phải đối mặt. Ông cũng cho biết là lực lượng đi giải tỏa Kompong Trach chỉ có chúng tôi là thiết đoàn 2 kỵ binh gồm 3 chi đoàn và tiểu đoàn 58 biệt động quân mà thôi. Rồi ông kết luận, quân đoàn 1 là mặt trận Quảng Trị, quân đoàn 2 là Kon Tum, quân đoàn 3 là An Lộc, còn quân đoàn 4 là trận Kompong Trach này. Ông nhìn tôi rồi tiếp lời, các anh là lực lượng trừ bị cuối cùng của quân đoàn 4. Nếu các anh thành công thì quân đoàn 4 yên. Nếu các anh thất bại thì quân đoàn 4 sẽ như 3 quân đoàn kia. Nói xong ông đứng lên, tôi cũng đứng lên theo và nhìn thẳng vào khuôn mặt khắc khổ của vị tướng mà tôi hết lòng ngưỡng mộ. Ông nhìn tôi một lúc rồi nói, tôi biết chi đoàn của anh trì lắm, cố gắng nghe anh Điền, tôi sẽ sử dụng tối đa hỏa lực phi pháo để yểm trợ cho các anh. Tôi đáp, trình trung tướng, tinh thần chiến đấu của anh em cao, trung tướng yên tâm. Chiều hôm đó, đoàn xe chở tiểu đoàn 58 biệt động quân đến, và người bước xuống xe đầu tiên lại là trung tướng Ngô Quang Trưởng. Sau khi xuống xe, ông đi thẳng đến một cây thốt nốt, rồi đứng đó nhìn đoàn quân ít ỏi chuẩn bị thi hành một nhiệm vụ quá lớn. Sau khi đến nói chuyện với người bạn cũ là đại úy Măng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 58 biệt động quân, tôi trở lại chi đoàn, thì tướng trưởng từ cây thốt nốt đi nhanh về phía tôi. Khi đến gần tôi, ông không chào đáp, mà chỉ bắt tay tôi với lời dặn dò, cố gắng nghe anh Điền, rồi lại quay về, đứng bên cây thốt nốt. Tối hôm đó, tôi họp chi đội trưởng, Nghe Thành Thân đã có một câu mà cho đến giờ phút này vẫn còn đầy đủ giá trị. Trận này coi bộ khó nuốt, nhưng có tướng trưởng đích thân điều động thì khỏi lo. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu nhập trận, quân đi như gió bão, chiếm từng cụm vườn, từng khu xóm, hướng về Kompong Trach. Đến trưa thì chạm súng, phải đến chiều hôm đó mới thanh toán xong những ổ kháng cự. Rồi 2 ngày sau đó, chúng tôi bị cầm chân ở khu vực gần ngôi chùa, nằm cách Kompong Trach khoảng 5 cây số,
vì cộng quân gài chốt ở khắp nơi. Đến ngày thứ sáu thì chúng tôi bám sát được ngôi chùa. Đại úy Hà Văn Ron, chi đoàn trưởng chi đoàn 1 bên cánh trái, và đại úy Ngô Văn Cứ, chi đoàn trưởng chi đoàn 2 thiết kỵ phía sau. Cứ thế, chúng tôi cùng với biệt động quân Tùng Thiết tiến dần về hướng Bắc. Hôm đó, trong khi yểm trợ cho biệt động quân thanh toán ngôi chùa nằm sát con lộ, tự nhiên tôi linh cảm một cái gì hắc ám từ cánh đồng trống mênh mông bên phải, nhìn về hướng Thất Sơn. Đó là cánh đồng lầy, ngút ngàn, trông như biển khơi. Tôi liền điều động một chi đội cùng với Nghe Thành Thân án ngữ về hướng đó. Khoảng một giờ sau, có lẽ tức quá, vì trong khi anh em đang chạm xuống rầm rầm, mà tôi lại bố trí Thân và một chi đội hướng ra đồng trống. Thân bỏ xe đi bộ tới gặp tôi. Ở đó trống quá, có gì đâu Đông Phương. Tôi giải thích, anh nằm ngồi đó án ngữ, rồi quan sát về phía Bắc dùng, để trong này được yên tâm, chứ ở đây rậm quá. Thân quay trở lại xe, khoảng nửa giờ sau, thì y như rằng một tiếng nổ ầm ngay ngoài cánh đồng trống. Họ đánh kiểu đội mồ, bắn trúng xe của Nghe Thành Thân. Không còn nghe tiếng Thân trên hệ thống truyền tin nữa, tôi lập tức cho chi đội của thiếu úy Hạnh bỏ vị trí đến tiếp cứu Thân. Chỉ trong khoảnh khắc ổ B-41 đó bị diệt, Thân vô sự, nhưng phải dùng xe của chi đội khinh kỵ vì xe của Thân đã bị tê liệt. Hôm đó, chúng tôi lại bị cầm chân. Ngày hôm sau, trận đánh quyết liệt nhất mở màn, khi cộng quân lùa những đàn bò chạy về phía chúng tôi, rồi họ chạy theo sau với mục đích dùng biển người để cướp sống xe, trong khi đạn pháo của họ bắn trận phía sau chúng tôi. Mấy chục khẩu pháo gần thật động được chúng tôi điều chỉnh bắn thật gần và bắn tối đa. Ngay sau khi chúng tôi trụ lại được trước sức tiến công của địch quân, thì không quân Việt Nam Cộng Hòa được lệnh xuất kích. Tướng trưởng đã điều động rất hay ở điểm này, vì khi đó địch quân đã lộ diện. Việc dội bom sẽ rất chính xác dù hơi nguy hiểm, vì phải dội bom quá sát những đơn vị bạn đang tham chiến. Có một đợt bom dội vào ngay giữa đơn vị tôi, nhưng chúng tôi vô sự. Những chiếc phản lực cơ đánh thật đẹp. Vừa nghe tiếng gầm thét là họ bỗng xuất hiện, bay thật thấp và dội đủ loại bom, từ bom napalm cho đến bom CPU. Chúng tôi không cần phải liên lạc vô tuyến để điều chỉnh, mà chúng tôi chỉ cần thả những trái khói màu tại chỗ để đánh dấu đơn vị bạn, và không quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ dội bom về hướng Bắc của những trái khói màu đó khoảng 300 mét trở lên là được. Ngay sau đợt oanh kích cuối cùng, chúng tôi lập tức tung ra đợt phản công, tràn lên chiếm giữ những nơi vừa bị đánh bom còn đang bốc khói. Dĩ nhiên là cộng quân phải rút lui, chứ bọn chúng cũng không dại gì mà làm những con thiêu thân trước những con chiến mã đang nổ khí xung thiên gầm thét, giáng sấm sét lên đầu bọn Việt Cộng hung tàn đó. Anh em biệt động quân có vẻ nhụt chí, khiến cho Nghe Thành Thân tức giận nhảy xuống khỏi xe, rồi cùng với một đại đội trưởng của họ là Trung úy Gia xông thẳng vào phòng tuyến địch để họ phải tiến lên theo. Thật ra, Thân không phải rời xe để đánh như bộ binh như vậy, nhưng trong cơn cuồng nộ của bom đạn, Thân đã quên mình, quên cả tượng Phật. Hôm đó, chi đoàn tôi tịch thu được 6 máy truyền tin, 4 khẩu đại liên, một số B-40, B-41 và AK. Buồn cười cho ông Thiết đoàn trưởng của tôi là Trung tá Nguyễn Hữu An. Ông lấy máy chụp ảnh ra bảo đại úy Trạng chụp ảnh tôi và ông đang đứng trước đống chiến lợi phẩm sau trận đánh, mới biết cái máy ảnh không có phim trong đó. Trong số những chiến lợi phẩm tịch thu được có những quyển nhật ký. Qua những quyển nhật ký đó, chúng tôi biết được họ thuộc công trường 9 Cộng sản Bắc Việt, cộng với hai trung đoàn 51 và 52 đặc công. Có một thành phần của sư đoàn 320 mà họ tự nhận là sư đoàn thép. Vào thời điểm đó, sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt đang tham chiến ở mặt trận Kon Tum ngoài vùng 2. Có những câu nhật ký mà tôi còn nhớ rõ qua cách đọc rất tếu của thiếu úy Hùng, là người mang bút hiệu Ngụy Sài Gòn,
đang quậy tùm lum trên các báo chí hải ngoại đấy. Đoàn xe bọc thép của quân ngụy Sài Gòn mang hình đầu ngựa phun lửa, trong 3 ngày đầu đã tỏ ra hung hăng tàn ác. Nhưng những chiến sĩ anh hùng của ta quyết giáng cho chúng những đòn trừng trị đích đáng. Rồi Hùng kết luận, sắt thép gì gặp mình cũng thành chuột lát hết. Cũng vui. Hôm sau lại chạm súng lớn, chúng tôi bị tổn thất khá nặng, phải rút về biên giới để tái tiếp tế, tái trang bị. Nhìn những anh em bị thương, nằm ngồi la liệt để chờ tản thương, bắt đầu là Đại úy Măng, tiểu đoàn trưởng 58 Biệt động quân, rồi Đại úy Ron, chi đoàn trưởng chi đoàn 1 Thiết kỵ. Riêng chi đoàn tôi đã bỏ 2 xe, phải đôn khinh kỵ lên làm xạ thủ liên. Lính Biệt động quân thì trở thành khinh kỵ, cũng được tăng cường thêm một số tân binh đang thủ huấn ở trung tâm huấn luyện Chi Lăng ra. Hôm sau lại tiến vào vùng lửa đạn, lại bị cầm chân. Có những cảnh tôi không quên được, như khi hay tin chuẩn úy Kỳ, một thiếu sinh quân tài hoa vừa bị thương. Tôi chạy đến để gặp Kỳ, thì nhìn thấy cảnh Kỳ đang nghiến răng, dùng lưỡi lê tự chặt vào phần xương dưới ống quyển còn dính lại để cho bàn chân rời hẳn đi, cho đỡ khó chịu. Lúc đó lại nhận được tin người anh cả, tướng Ngô Quang Trưởng, vừa lên đường ra đảm nhận chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 với mặt trận Quảng Trị. Hôm sau thì Trung tá An, thiết đoàn trưởng rời đơn vị và Thiếu tá Nguyễn Văn Việt Tân lên thay thế. Sau một tuần lễ giao tranh không có kết quả như mong muốn, lại bị tiêu hao từng ngày như thế, tôi nhận định quân Cộng sản Bắc Việt đã sử dụng tối đa cách gài chốt trên trục tiến quân của chúng tôi. Những chốt dày đặc này có hiệu lực, ngăn không cho bên trong ra, chặn không cho bên ngoài vào. Rồi khi có được những yếu tố thuận lợi như địa hình thích hợp, thì những chốt đó sẽ kết hợp với lực lượng chủ động để tấn công, tiêu diệt đối phương. Và cách đánh đó đã có hiệu quả ngăn chặn sức tiến quân của chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi đã bị cầm chân và bị tiêu hao từng ngày. Như vậy, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ bắt tay với các đơn vị bạn bên trong, giảm thiểu thiệt hại để bảo toàn lực lượng, thì chúng tôi phải vô hiệu hóa những chốt đó. Ở nội địa thì tôi đã từng nhiều lần sử dụng những toán lôi hộ của tôi để đánh đêm, tiêu diệt những cái chốt như thế. Nhưng đó là loại chốt lẻ tẻ để vây đồn, chứ còn ở đây là cả một hệ thống chốt. Trước tình thế đó, tôi thấy rằng điều tiên quyết để bảo toàn lực lượng là phải bắt tay cho được Lữ đoàn 4 kỵ binh và Liên đoàn Biệt động quân, rồi cùng nhau đánh trở ra. Vì nếu chúng tôi vào bắt tay được với họ, thì tình thế sẽ khác đi. Bắt tay được có nghĩa là lực lượng đang bị bao vây tại Compongchet, và lực lượng đi giải tỏa là chúng tôi khi đó sẽ hợp thành một lực lượng lớn, thì việc đảo ngược tình thế là dễ dàng. Mà sau hơn một tuần giao tranh, tôi tin chắc là chúng tôi sẽ vào được nếu quyết tâm. Đây chính là một cuộc đọ sức về tinh thần. Nếu nói về cuộc đọ sức về kỹ thuật, về chiến thuật thì dễ thôi. Cứ tận dụng khả năng di động cao, hỏa lực mạnh của thiết giáp làm lợi thế chính, càn lướt qua các tuyến chốt của họ mà đi. Chứ nếu cứ dừng lại để thanh toán từng mục tiêu như mấy ngày qua, thì biết đến bao giờ mới bắt tay được mà còn bị tiêu hao từng ngày. Nghĩ sao làm vậy? Tối hôm đó, tôi họp các chi đội trưởng để nói về ý định của mình rồi căn dặn. Chỉ còn 4 cây số nữa thôi là bắt tay được với lữ đoàn, phải cán lên đầu nó mà tràn vào, không cần dừng lại đánh đấm gì cả. Xe nào bị bắn hư thì cứ bỏ, không cần kéo theo. Ngày mai chúng ta phải vô tới Compongchet. Sau khi các chi đội trưởng đi khỏi, tôi gọi 3 đệ tử ruột của tôi là Mảnh, Được và Ba đến. Nếu anh có chết thì tụi em cố đem xác anh về cho chị Ba. Những người em đã từng yêu cầu tôi đặt tên cho họ là Toán Lôi Hổ đó đã nhìn tôi buồn bã. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dàn hàng ngang, tiến vào những cụm vườn phía trước, không có tiếng súng bắn trả. Chúng tôi tiến sâu hơn, vừa tiến vừa tác xạ, và bộ chỉ huy thiết đoàn ở phía sau cũng tiến theo. Chi đoàn của Đại úy Cứ đi song song bên cánh phải. Vì những hố bom B-52 dày đặc, nên việc di chuyển hơi khó khăn. Đến một ngôi chùa kế tiếp,
buộc chúng tôi phải thu hẹp đội hình để tránh những hố bom, thì từ trên sát nóc của ngôi chùa, một loạt đạn đại liên bắn thẳng xuống xe tôi, trúng vào phía sau lưng ghế tôi ngồi. Bằng động tác phản xạ, tôi phóng qua bên kia pháo tháp rồi nhảy xuống đất, vừa núp vào thân xe, vừa khoát tay bảo tài xế cứ tiếp tục chạy tới, và tôi chạy theo bên hông. Ngay sau đó, chi đội của thiếu úy Hùng từ phía sau lập tức diệt ngay ổ súng. Chở lên xe thì chiếc ghế tôi ngồi vẫn còn đang bốc khói. Đó là chiếc ghế của phi công trực thăng mà từ lâu chúng tôi lấy từ một chiếc trực thăng bị bắn rơi. Đạn không xuyên qua được, nhưng người ngồi ngay sau ghế tôi là thiếu úy Quyền, tiền sát viên pháo binh, thì bị bứt luôn hai chân. Sở dĩ họ chỉ nhắm bắn vào xe tôi là vì trong khi những xe khác chỉ có một anten, thì xe tôi có đến 5, họ biết ngay đó là xe chỉ huy. Qua khỏi ngôi chùa khoảng 300 mét, thì nhiều loạt đạn từ phía sau bắn rượt theo. Có lẽ họ vừa hoàn hồn vì không ngờ chúng tôi lại cán lên đầu họ mà tiến. Còn hơn 2 cây số nữa là đến Compomtrac, chi đoàn của đại úy cứ bên cánh phải vừa bị bắn cháy một xe và anh đang dàn hàng ngang chuẩn bị thanh toán mục tiêu. Quyền thiết đoàn trưởng bảo tôi án ngữ chờ đại úy cứ. Không thể dừng lại ở đó trong tình thế như vậy, vì như thế có khác nào đứng bất động làm bia cho địch nhắm bắn từ 4 phía. Tôi lập tức nêu luận cứ của mình. Sắp vào đến nơi rồi mà ở đó lo thanh toán nó là sẽ bị nó cầm chân. Đó là chưa nói đến chuyện ở phía sau mình, tụi nó vẫn còn nằm nguyên đó. Mình chỉ cán qua đầu nó mà đi thôi, chứ chưa dứt điểm nó. Có nghĩa là mình coi như bị lọt giữa vòng vây, nằm lại đây chỉ làm bia cho nó bắn. Tôi đề nghị bỏ mấy con chuột lắt đó đi, cứ tiếp tục cán qua đầu nó mà tiến. Bắt thay được rồi, tôi bảo đảm khi chở ra mấy con chuột đó mà ló đuôi con nào là tôi sẽ chặt đuôi vạt mõm con ấy. Mấy ngày nay cho thấy tụi nó chỉ là chuột lắt thôi, chứ không phải sư đoàn thép, trung đoàn đặc công con khỉ gì đâu. Quyền thiết đoàn trưởng Nguyễn Văn Việt Tân đồng ý. Thế là chúng tôi tiếp tục tràn lên. Từ những phòng tuyến, cộng quân đã bắn trả theo kiểu chĩa xuống lên trời mà bắn, chứ không dám ngóc đầu lên để nhắm bắn vì lưới lửa của chúng tôi dày đặc. Tràn qua hết phòng tuyến này đến phòng tuyến khác, còn 1 cây số nữa là sẽ bắt tay đơn vị đầu tiên ở bên trong. Chúng tôi yêu cầu họ trú ẩn để tránh đạn cho đến khi chúng tôi vượt qua khỏi họ, vì chúng tôi vừa tiến vừa tắc xạ, chứ không thể ngưng bắn được. Quả thật, đối phương đã bất ngờ, chúng không làm gì được ngoài việc bắn vét đuôi chúng tôi với những loạt đạn vu vơ nghe như tiếng thét vô vọng. Trong niềm vui đang dâng tràn, tôi đã đứng lên chộp lấy một trái xoài chín khi xe tôi đang tiến dưới bóng một cây xoài, rồi quay nhìn về phía sau, nơi xuất phát những loạt đạn vớt vát đó. Tôi nghĩ đó có thể là những cái chốt đã ngăn chặn các đơn vị bị vây bên trong. Và cuối cùng, mấy chiếc M113 của đơn vị bạn hiện ra lù lù phía trước. Chiếc xe đầu tiên mà tôi gặp là xe của Đứa, người bạn thân khi hai chúng tôi còn là chi đội trưởng. Sau khi bố trí đơn vị, tôi cặp sát vào xe của Đứa. Đứa đang đứng dưới đất chờ tôi. Hai anh em tay bắt mặt mừng, bất kể những quả đạn pháo của họ đang nổ chụp ngay trên đầu. Khoảng nửa giờ sau, khi tôi và Đứa vẫn còn đang đứng đấu hót, thì một chiếc C-130 từ hướng Compomtrac ra sát ngọn cây bay về hướng Hà Tiên. Sau khi thả đồ tiếp tế xuống cho các đơn vị trong Compomtrac, thì cả một vùng chung quanh tôi rộ lên những tiếng súng nhỏ, súng đại liên bắn lên chiếc máy bay. Với số lượng tiếng súng nổ như thế, ít lắm cũng phải có cả ngàn tay súng. Nhìn chiếc máy bay khổng lồ bay sát ngọn cây trong rừng, đạn bắn lên như thế, ta mới thấy được sự hy sinh của những người phi công như thế nào. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh mấy chiếc trực thăng bị bắn rơi mà tôi vừa đi ngang qua lúc nãy. Có một chuyện buồn cười là chiều hôm đó, bọn Việt Cộng nhảy vào hệ thống truyền tin nội bộ của chi đoàn tôi, rồi điều động như thể họ đang tiến sát để diệt gọn chúng tôi vậy. Thế là mấy chi đội trưởng Nguyên, Hạnh, Diện, Hùng, Lộc được dịp đấu khẩu Tiếu Lâm
cho đến khi họ im và chúng tôi phải thay đổi tần số truyền tin. Tôi vẫn tưởng đêm đó sẽ là đêm không ngủ vì chắc chắn họ sẽ giàn chào chúng tôi. Nhưng không hiểu sao họ đã im lặng, có lẽ vì tổn thất của họ đã quá lớn. Ngày hôm sau, chúng tôi án ngữ hai bên trục lộ để yểm trợ cho các đơn vị bên trong triệt thoái về Hà Tiên. Tôi cũng đã gửi những thương binh, tử sĩ của đơn vị tôi theo họ về trước, vì chúng tôi còn phải ở lại. Cuộc triệt thoái đã diễn ra êm thấm vì cộng quân đã rút đi trong đêm đó. Sau đó, đơn vị tôi cũng trở về nội địa, giữ quốc lộ 4 từ Trung Lương đến Bắc Mỹ Thuận, cũng là để nghỉ dưỡng quân. Trong một tối nhậu ở quán của Mỹ Tiên tại Trung Lương, Thân đã ra vườn mận phía sau quán, cởi bỏ cái tượng Phật, không đeo nó nữa. Mỹ Tiên đã phải cầm đèn đi ra tìm, nhưng không gặp. Nhưng có điều là sau đó một tháng thì Thân bị thương, một mảnh đạn ghim vô ngực, phải về nằm bệnh viện. Bỏ lỡ dịp đi giải tỏa quận Kiên Lương và nhà máy xi măng Hà Tiên ngay sau đó. Khi đơn vị tôi đánh bật địch ra khỏi quận Kiên Lương, chiếm lại nhà máy xi măng, thì Thân mới trở ra đơn vị. Để cho tâm hồn được thanh thản, cũng là để thực hiện lời hứa với một người bạn đã chết, và trên hết vì nỗi khổ đau của những người vợ, những đứa con, những người thân của bao nhiêu chiến sĩ đã tử trận ở Kompongchak trong mùa hè 1972 đó. Tôi xin nói lên một sự kiện đau lòng sau đây để nhắc nhở quý vị niên trưởng của chúng tôi, những cấp chỉ huy trong bộ chỉ huy chiến đoàn trú đóng tại Kompongchak, là quý vị đã bỏ rơi tiểu đoàn 94 biệt động quân. Tiểu đoàn biệt động quân này nằm giữ phía bắc Kompongchak, không hề hay biết về cuộc triệt thoái. Khi quý vị đã an toàn về đến Việt Nam, thì tiểu đoàn 94 biệt động quân bị quân Cộng sản Bắc Việt xâm lược cường tập dứt điểm. Đại úy Lâm, tiểu đoàn phó tử trận cùng bao nhiêu chiến sĩ biệt động quân. Mãi đến hôm sau, thiếu tá Ngọc, tiểu đoàn trưởng cùng khoảng 10 chiến sĩ sống sót thất thểu ra đến xe tôi. Hình ảnh thiếu tá Ngọc đến bên xe tôi, không nói một lời, nặng nề cởi nón sắt và buông rơi xuống đất. Rồi ngồi bệt xuống đất, gục đầu trong khổ đau, bi hận, đã khiến cho anh em chúng tôi cảm thấy mình bị phản bội bởi những cấp chỉ huy mà chúng tôi vừa vào sinh ra tử để cứu họ. Ít ra, quý vị cũng phải báo cho chúng tôi biết còn một tiểu đoàn 94 biệt động quân tại Bắc Kompongchak để chúng tôi khỏi bắn lầm vào họ khi họ xuất hiện từ xa. Chúng tôi đã bắn vào họ như thế đấy. Chúng tôi không thể hiểu tại sao bộ chỉ huy chiến đoàn lại phải hy sinh nguyên một tiểu đoàn biệt động quân khi mà chiến trường đã được giải tỏa. Chúng tôi thấy không cần thiết phải hy sinh một tiểu đoàn như thế. Xin đừng bao giờ nhắc đến những chiến công của quý vị nữa, mà hãy đến xem có bao nhiêu con người đã phải chết tức tưởi vì quý vị. Bên cạnh những cái chết oan khiên đó là bao nỗi khổ đau vô vàn của những người vợ góa, con côi, những cha mẹ, anh chị em ruột thịt cùng những người thân yêu của họ còn ở lại. Dẫu biết rằng chiến tranh là có chết chóc, có thương đau, là chia ly vĩnh biệt, nhưng sao nghe nghẹn ngào và cay đắng quá. Điền Đông Phương, mùa hè năm 1972.